Hello, chào bà con và chào cô chú, anh chị và các bạn. Các em, hôm nay mình có cái thấy cái ổ điện này đấu ngộ ngộ mình quay nè. Thấy đấu ngộ thợ điện nhìn vô mới biết này cách đấu làm sao. Còn như tay tại mấy mấy người mấy mấy bạn mà không không đủ không phải thế thợ điện nhìn vô thì cũng không biết cái này đấu sao đâu. Cái này đấu là CV, này là cái CV chống chống mát thôi, chống mát thôi, là như nấu mà có chập cháy gì là CV nó tự ngắt chứ không phải là chống giật. CV 40C nè, 40C, 40C. Cái nguyên lý đấu cái CB này là quý vị kêu cả nhà, nguyên lý đấu cái đồng hồ này là theo này là đấu sai nha. Đấu đúng của thợ điện á là dây, hai dây từ ngoài cực đèn vô trong cái đồng hồ đó, mới từ đồng hồ ra CB đúng không, từ CB nó mới tải vô nhà. Vậy đó, trong nhà nó có chập cháy chập gì thì nó tự ngắt. Còn như đấu nguyên lý này thì nó sai, nó sai phần kỹ thuật luôn, sai kỹ thuật hết luôn. Mà có chập cháy, gì thì nó không có ngắt được, tại đồng hồ này muốn quá dòng mà cháy cái đồng hồ này thì khó cháy đồng hồ này lắm. Mà cháy đồng hồ này được thì đồ trong nhà chắc nó cũng cháy hết rồi. Nguyên lý đấu cái CB này nè là cái CB này đấu sai nè, đây để Phương giải thích cho cả nhà nghe. Là hai cọng dây nóng, là hai cọng dây dưới này nè, dây trắng dưới này nè, à, dây trắng nè vô đây, vô cái CB, từ cái CB nó mới móc lên đây, móc lên cái đồng hồ, nó móc lên đồng hồ là bên đây là số 1, số 2, số 3, bên một bên cọng dây lạnh là số 1, cọng dây nóng là số 2 đi, thí dụ gì, rồi nó mới ra ra cái đường dây cái cho cái mình xài á, là số 2 với ủa này số 1, 4, số 2 với số 3 là đường dây cái cho làm, xin lỗi cả nhà, đây mình giới thiệu ông ơi, dây vô dây từ cái đường mà đồng hồ vô CB, ủa từ cái cục đèn vô CB, từ CB mà ra đây là dây số 1, dây số 4, dây số 1, dây số 4 là vô đồng hồ, ra là dây 23. Vậy là nó sai, là nó sai phần kỹ thuật này, tăng lại hai cọng dây cái là đưa vô đồng hồ, xong từ đồng hồ nó dây 23 nó mới vô cái CB, từ cái CB nó mới tải vô nhà. Cái đó là mới đúng nguyên lý kỹ thuật của người ta. Còn cái này sai kỹ thuật là từ cái dây cái, từ cột đèn vô CB, từ CB nó mới ra 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 hai dây cái nó mới vô đồng hồ, từ đồng hồ nó mới chuyển, nó mới ra hai, nó mới đấu vô nhà là hai cộng dây cái nữa đó. Vậy là nó đâu có chống mát đâu. Nè, hai dây cái vô nhà này là cộng trắng với cộng đỏ, là hai dây cái vô nhà đó. Còn hai cộng trắng là hai cộng dây ngoài cục, nói chung là dây là cục đèn đi vô là hai cộng trắng. Cộng trắng cộng đỏ này là dây cái từ vô nhà vô phòng đó, vì nó sai cái phần kỹ thuật là ở đây. Rồi, bye bye cả nhà, này là đấu sai kỹ thuật nha. Đấu đúng kỹ thuật là từ cục đèn vô đồng hồ, từ cục đèn vô đồng hồ, từ đồng hồ mới xuống CB, từ CB nó mới vô nhà. Cái đó là mới, nó mới đúng đúng kỹ thuật. Còn cái này sai kỹ thuật là từ dây cục, hai dây cái cục đèn vô CB, từ CB mới vô đồng hồ đó, từ CB vô đồng hồ, từ đồng hồ mới vô nhà. Đó là nó sai kỹ thuật là chỗ đó.
Rồi bye bye cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ.